Xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video tiếp theo trên kênh YouTube của ClickBuy. Đây là iPhone 8 Plus, một con máy đã được ra mắt khoảng 5 năm rồi. Và tới thời điểm hiện tại thì cái mức giá nó cũng đang loanh quanh khoảng tầm 6 triệu cho phiên bản Line New 99% như thế này. Nhưng trước khi mà anh em xuống tiền mua con iPhone 8 Plus này thì cũng phải cân nhắc kỹ trước nhá. Bởi vì xét về mức giá nó chỉ rẻ hơn con iPhone XS và iPhone XR chưa tới 1 triệu. Cái mức giá của hai con đấy thì loanh quanh khoảng tầm 6 triệu 8, 6 triệu 9 gì đấy thôi, rất là rẻ rồi. Vậy thì việc bỏ qua con iPhone 8 Plus này để ráng lên iPhone XS và iPhone XR thực sự rất là xứng đáng đâu nào. Nhưng nếu như mà các bạn chỉ đủ tiền mua con iPhone 8 Plus này thôi thì liệu nó còn ổn hay là không thì hãy cùng mình giải đáp trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên về thiết kế thì con iPhone 8 Plus này nó vẫn sẽ mang kiểu thiết kế cũ từ đời iPhone 6 mà thôi, với phần viền trên và viền dưới rất là dày, cùng với cái Touch ID rất là đặc trưng của những sản phẩm Apple trước đây. Nhưng mặc dù với kiểu thiết kế cũ như vậy nhưng mà mình biết rất là nhiều bạn vẫn còn thích kiểu thiết kế này đúng nào. Tiếp theo về mặt hiệu năng của con iPhone 8 Plus ở thời điểm này thì cũng gọi là đủ dùng mà thôi, chứ nó cũng không còn là quá là mạnh mẽ nữa đâu. Với nhu cầu sử dụng cơ bản hàng ngày, vào app, chuyện đa nhiệm các thứ thì nó vẫn sẽ còn khá là mượt mà, ít có độ delay xảy ra trong quá trình mình sử dụng. Và một cái đặc quyền của iPhone nữa đó chính là về cái khả năng hỗ trợ cập nhật lâu dài. Tới thời điểm này thì nó cũng đã được cập nhật lên phiên bản iOS 15.5 mới nhất, và chắc chắn sắp tới nó vẫn sẽ được hỗ trợ cập nhật lên iOS 16 thôi. Và theo lộ trình như thế này thì biết đâu nó vẫn sẽ được hỗ trợ lên iOS 17 đúng nào. Nhưng đối với những thiết bị cũ như thế này thì cũng chả ham hố làm gì đúng nào, bởi vì càng lên cao thì sẽ càng nhiều lỗi vặt mà thôi. Và nếu như các bạn mua con iPhone 8 Plus này về chiến game kiểu như là Liên Quân Mobile hoặc là Liên Minh Thúc Chiến thì cũng sẽ là lựa chọn khá là hợp lý đấy, bởi vì nó vẫn sẽ hỗ trợ ở mức setting cao 60 fps. Với cái mức setting này thì nó vẫn sẽ chiến được một cách mượt mà ngon lành. Trong suốt trận đấu thì hầu như không có hiện tượng tụt fps nó xảy ra, nhưng vấn đề chính vẫn sẽ là vấn đề nhiệt độ trong quá trình chơi thì nó sẽ hơi cao một chút. Và cái điểm lợi của con iPhone 8 Plus khi mà chúng ta chơi game đó chính là cảm giác cầm nắm. Với một cái phần viền trên, viền dưới dày như thế này thì chúng ta sẽ có một cái điểm tì rất là lớn để chúng ta có thể di chuyển vuốt chiều một cách rất là thoải mái. Nên nếu như các bạn có nhu cầu chiến game với mức đồ họa trung bình thì con iPhone 8 Plus này nó vẫn sẽ đáp ứng được. Còn để chiến game nặng hơn thì mình vẫn khuyên các bạn nên sắm thêm một cái quả tản nhiệt, thì vấn đề nhiệt độ nó sẽ được giải quyết hoàn toàn. Tiếp theo về camera trên iPhone 8 Plus thì nó sẽ được trang bị bộ đôi camera đều có độ phân giải là 12 megapixel, thì nó vẫn sẽ đáp ứng được vừa đủ cái nhu cầu chụp chẹt hàng ngày của bạn thôi. Trong điều kiện đầy đủ ánh sáng thì chất lượng cho ra vẫn khá ổn, chi tiết lên tốt. Màu sắc thì nó sẽ mang thiên hướng trung tính một chút, không bị quá rực giống như là nhiều con máy Android, cho nên là nó sẽ rất là dễ dàng cho việc hậu kỳ chỉnh sửa theo cái ý thích cá nhân của mình. Còn trong điều kiện chụp đêm thì nó sẽ khá là đuối so với đại đa phần những con máy Android hiện giờ. Nhưng với nhu cầu chụp hình của bản thân mình, và mình biết sẽ có khá là nhiều bạn sẽ giống với mình, đó chính là trong điều kiện quá thiếu sáng thì cũng sẽ không chụp làm gì đúng không nào. Cho nên cái điều này thì các bạn cũng đừng lo lắng quá. Còn cái khả năng quay phim trên iPhone thì nó tốt khỏi phải bàn rồi. Thì con iPhone 8 Plus này nó vẫn sẽ quay tốt ở độ phân giải là 4K 60 fps. Đặc biệt khi mà kết hợp với những phần mềm bên thứ ba như là Instagram hoặc là đăng story Facebook chẳng hạn thì nó sẽ hỗ trợ và tối ưu cực kỳ là tốt. Cho nên đối với những bạn nào thường xuyên sống ảo này kia thì chọn con iPhone 8 này cũng khá là ổn áp đấy. Tiếp theo về màn hình thì nó sẽ có một kích thước khá là bé so với đại đa phần những con máy ở thời điểm này, với kích thước là 5,5 inch, tấm nền IPS LCD và độ phân giải chỉ là Full HD mà thôi. Nhưng thực tế thì chất lượng hiển thị cho ra từ con iPhone 8 Plus này vẫn rất là tốt, góc nhìn rộng này, độ nổi khối khá là tốt, màu sắc cũng ok chứ không có bị nhạt nhẽo quá đâu. Cho nên nếu như các bạn sử dụng con này để xem phim, lướt Facebook, TikTok này nọ thì nó vẫn sẽ đáp ứng được. Tiếp theo là về phần pin thì đây cũng sẽ là một thứ các bạn nên cân nhắc một chút, bởi vì với nhu cầu sử dụng một ngày của mình thì pin trên con iPhone 8 Plus này nó hoàn toàn không thể đáp ứng được, mà mình phải sạc thêm một lần nữa mới có thể đủ dùng trong vòng một ngày. Mặc dù là con máy mình xài nó chỉ chai tầm 5% pin thôi, nên nếu như muốn pin trâu hơn thì các bạn có thể thay viên pin dung lượng cao chẳng hạn. Mặc dù là mình cũng chưa xài viên pin đấy, nhưng mà một số anh em có feedback lại thì cũng khá là ok, cho nên là các bạn cũng nên cân nhắc. Thì đó là những gì còn lại của con iPhone 8 Plus này sau khoảng 5 năm. Nhưng mà với cái mức giá 6 triệu như thế này thì mình vẫn khuyên các bạn ráng thêm tầm gần 1 triệu nữa là có thể sở hữu được con iPhone XS hoặc là con iPhone XR, nó sẽ ngon hơn rất là nhiều nhá. Và video của mình thì dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!